Rồi tin đồn ca sĩ Hồng Ngọc ly hôn với chồng Việt Kiều. Ca sĩ Hồng Ngọc cho rằng hôn tình cô sắp tan vỡ hôn nhân thứ hai với người chồng Việt Kiều sau 10 năm chung sống ở Mỹ, do người bạn thân của cô tiết lộ là tin đồn thất thiệt. Hôn tin của hôn nhân thứ hai của ca sĩ Hồng Ngọc với người chồng Việt Kiều ở Mỹ tan vỡ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt, hôn tin này được cho là do một trong những người bạn thân của Hồng Ngọc chia sẻ. Theo lời nữ ca sĩ, khi nghe những thông tin này, cô thấy rất buồn lòng, nhất là trong lúc gia đình vẫn đang bình yên, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nói thật, mình yêu chồng mình lắm và chồng mình yêu mình lắm nhé. Giờ còn lo lắng yêu thương trân trọng và sợ mất nhau hơn xưa nữa mọi người ạ. Ca sĩ Hồng Ngọc đằng đàng bày tỏ. Ca sĩ Hồng Ngọc trải lòng, sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, cô đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc mới sau những lần sang Mỹ biểu diễn. Chồng cô là anh Thomas Tâm, vốn là chủ một quán bar tại Mỹ. Vì muốn giúp Hồng Ngọc nên anh nhượng quán bar cho một người khác để lo chăm sóc và sắp xếp lịch diễn cho vợ. Hồng Ngọc tâm sự, anh làm việc nhiều hơn tôi, tóc bạc hết cả. Mọi người cứ nói tôi cực nhưng tôi đi hát chỉ xách vali là đi, chứ có cực gì đâu. Người chuẩn bị cho mình mọi thứ mới cực. Tôi không sợ cực khổ về thể xác, chỉ sợ cực khổ về tinh thần. Anh lo lắng hết cho tôi. Hiện tại, sau hơn 10 năm chung sống với Thomas Tâm, Hồng Ngọc trở nên nữ tính và đảm đang hơn. Cô vẫn hàng ngày đi chợ, chăm lo bữa cơm ngon cho chồng con. Vợ chồng Hồng Ngọc hiện sống cùng ba con ở bang Texas.